Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì hôm nay là tiếp tục cái series mà quét những các bạn đã hỏi trong ngày hôm nay. Thì trước tiên vào những quét như này thì mình muốn nói rằng là những cái quét đầu tư ấy thì bao giờ nó sinh ra là để lôi kéo các bạn đầu tư, thì đương nhiên nó phải làm cái gì nó là đẹp nhất, làm thế nào để cho người ta cảm thấy tin tưởng để mà đầu tư vào cho nó. Kiểu nó giống như con mà nó sinh ra nó để làm ngửa ấy, thì bây giờ kiểu anh em mà nhìn thấy những con nào mà làm ngửa ra rồi mà các bạn không thể kiềm chế được lòng mình, không, các bạn nào không thể kiềm chế được thì comment ở phần mô tả bên dưới, của bạn nào có thể kiềm chế được thì cũng comment cho mình biết là xem bạn có thể kiềm chế được không. Thì những cái quét này nó cũng vậy, bây giờ nó làm ngửa sẵn ra như thế rồi mà mình không vào thì nó rất là phí, mà vào thì lại sợ đấy, mà đó. Nó cảm giác nó giống như vậy. Mình cũng rất là thấu hiểu những cái bạn mới chơi. Xem ra anh em gửi link cho mình cứ thoải mái, cứ comment ở bên dưới cứ thoải mái. Nếu các bạn có sợ sệt gì thì mình sẵn sàng vào tay cho các bạn, vì khoai mình to, mình đảm bảo mình vào cho các bạn không có một chút gì sợ sệt cả. Chết mình cũng vào, không có vấn đề gì cả. Khoai to, nhà có điều kiện để check hàng cho anh em thoải mái luôn. Xem ra anh em cứ comment ở phần mô tả bên dưới ở những cái con quét như kiểu này, quét đầu tư, thì những quét bạn hỏi nhiều, nó nói chung là đủ các thể loại quét, thì anh em cứ comment ở phần mô tả bên dưới thì mình cũng sẵn sàng ấy thôi, sẵn sàng chơi cho các bạn thôi. Ok, chúng ta đi xem quét như nào nhé. Ok, thì đây quét đầu tiên chạy 12 ngày. Những cái này thì thông số ấy rồi. Các bạn có thể đọc khảo ba khảo tham khảo, các bạn có thể tham khảo. Ok. Check in đã. Làm gì làm. Đấy. Mail. Ok, tối trên 18. Xếp lại. Rồi, ok. Trên. Ok. Profile không cho cái gì cả. App bắt buộc phải app 3 lần. 50 vẹt. 50 cộng vẹt. App 3 lần bằng Bayer. Con này app 3 lần mới 1 Bayer bằng 100. Không cho gì cả. Không được cái gì cả. Chạy 12 ngày vẫn phải bắt đầu tư. Không có gì đặc biệt. À đây, không được một con ấy nào cả. Nó đây, nó sử dụng cái farm mining. Thực ra cái mô phỏng này theo kiểu mô phỏng thôi. Nếu như bạn đầu tư vào 50, mua khoảng độ 50 này, 50.000 này, thì bơ ho sẽ được 250, tương đương bơ măn được 180. 50 là đi lúc lúc cái thằng đấy nó bảo bao nhiêu ru được một đấy nhỉ, tính nhỉ? À 100 thì được một ru, vậy trừ 2 đồng đi. Đây. Thì là tương đương với 500 ru thì một tháng được 186 ru. Vậy là cứ cho khoảng độ 4 tháng 3 tháng hồi vốn, 3 tháng hồi vốn và sau đó lại ăn lãi. Nhưng mà cái kiểu quét như thế này chả thấy có cái vị gì cả, bắt buộc các bạn phải đấm tiền vào đây. Nó có follow nó ở VK group này. Chứ các kiểu sơ danh thì chúng ta có thể kích vào VK group xem nó có cái gì. Group nó xem nó gì. Đây con lên ba đây. Xem không thấy comment, không thấy có người ấy gì cả. Chả chỉ thấy thả tim, không comment, chả gì. Nói chung là ở con này các bạn ấy thấy nó mới ra thì anh em hỏi. Về con này thì chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn, không nhất thiết là phải chọn con này để mà đầu tư vào 500 ru à. Đấy, mình nghĩ vậy thôi. Còn các bạn cái này nghĩ sao? Đây có 118 người thành viên. Thì anh em nghĩ sao thì có thể đầu tư vào đây. Đây App Island đây. Đại khái là những quét này mình sẽ đi nhanh thôi, mình sẽ không nói quá nhiều ở trong những quét như này đâu. Ok, chúng ta đi thêm quét tiếp theo. Ok, quét tiếp theo 5.517 thành viên. Trong vòng 24 giờ qua thì có 3.400 úc. Thế trước đấy thì có 2.000 thằng thôi à. Thế này 3.000 thằng. Total đây, tip 567. Đây quá trình. Đầu tiên là các bạn phải tip đã. Tip tài khoản đi. Activity đây, anh em đăng ký ở đây. Mèo trước hay sao ấy nhỉ?
mail này tên à? Không nhìn xem là mail hay là ấy trước, mail hay là tên trước. Ok, up. Đúng luôn. đúng. Ok, xếp lại. Chỗ này là chắc là phải điền mail. Các bạn nó cái đoạn dịch nó lại không dịch cái đoạn, chả nhìn cái qué gì ở bên trong. Chán này, thực ra là do mình ngu tiếng Nga thôi chứ mình không biết tiếng Nga thôi. Chứ còn không phải là nó ấy đâu, vì web này nó sinh ra cho bọn Nga nó chơi chứ cũng không phải cho bọn Việt nó chơi. Ok, thì cái web này ấy, nó giống như một cái web mà mình đã ấy, các bạn quay lại đây kênh YouTube của mình, và con này hiện tại đây, con này hiện tại chả rút được nữa, lỗi rồi. Mà con này nó ra ngày 11 tháng 7, chạy được đúng một vòng đời, có nghĩa là chạy được đúng một vòng đời của nó thì nó ra đi. Không được quá nhiều ở trong con này. Này, chả được quá nhiều. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Thì thực sự là hiện tại nó đang lỗi, vào cũng được. Nhưng mà lỗi, nhưng mà cái con này ngay cái bản thân đầu tiên ấy mình thấy nó rất là hay luôn. Cái kiểu mà đây lỗi chết khứ khự, không vào được này. Lỗi luôn. Đấy, nó giống con này, cái giao diện của nó rồi mọi thứ của nó này theo kiểu một đột phá mới, theo kiểu một phong cách mới, nó rất là hay. Nhưng mà nó chỉ chạy được trong vòng 14 ngày thôi là nó đi rồi. Đây, đấy. Rất là hay, mình lại rất là tin tưởng ở những cái con như kiểu này. Mà cuối cùng nó lại không mang lại cho mình một cái gì. Thì nó cũng giống như thằng này. Đấy, cũng này, chẳng qua là ở chỗ này nó sẽ có ấy thôi. Các bạn nào chơi nhiều kênh của mình thì cũng không lạ lẫm gì kiểu con này nữa. Đây, đây, này, mô phỏng ấy thôi. Còn thằng này nó sẽ mô phỏng khác theo setting như My Different Artificate, My Speech này. Đấy, ấn vào đây My Speech. Thì thằng kia nó bản thân nó có cho chạy một chút rồi. Nhưng mà đây các bạn phải đầu tư ở đây 10, không thể lên được 20. Nói chung là ở cấp độ thì ở đây nó không dịch. Thì mình không biết được là chỗ đoạn này nó nói là gì. Nhưng mà mình đoán được là ở đây là nó có mức cấp độ khác nhau này. Ở đây là 10 này. Ở chỗ này là đô này, 0.2 đô này. Ở đây 30 ru này. Và ở đây là 0.5 đô. Nó có nghĩa là các mức độ khác nhau mà anh em muốn. Thì anh em có thể thử vào 10, 150. Thì khi vào đến 10 thì bạn có thể up lên 20, 30, 40, 50. Đấy là kiểu up level thôi. Để kích vào đây để vào 10. Đấy, kích vào nó. Đây. Sau đó nó sẽ chọn cái hệ thống payment. Đây, bạn chọn vào Payer cho mình. Đây có free visa này. Payer, quên nhầm. Mình chọn nhầm sang visa, mình chọn cái này là hệ thống ấy rồi. Ấn chọn Payer để cho ấy. Mình sẽ đầu thử bằng Payer 10 ru, vứt vào nó không vấn đề gì cả. Thì nó sẽ chạy cho các bạn xem. Thực ra mình vứt vào cho các bạn anh em xem thôi, chứ anh em cứ cân nhắc ở trong con này. Vì mình đã chết một con tương tự như thế. Thì anh em có thể cân nhắc ở con như này thôi. Còn mình vứt vào thì cho các bạn xem thôi. Nhưng mà cái kiểu của nó rất là hay. Kiểu một kiểu đột phá mới, một cái kiểu thiết kế mới. Nó mang lại cho mình một cái gì đó rất là tin tưởng, mà mình lại tin tưởng ở con kia nhiều hơn, đặt rất nhiều niềm tin ở con kia. Thậm chí con này mình cũng sẽ có một niềm tin không ấy của nó, niềm tin không, vì nó có thể cho bạn vào cả bằng đây, bằng đô la, không giống như con kia để nó hơi phức tạp hơn. Đây này, nó cũng chỉ có 14 ngày thôi. Đấy, có con kia mình cũng chạy đủ 14, đại khái là hoài vốn được hơn 14 ngày một tí, thì đến cuối tháng thì nó chết. Vào ngày 11, nếu vừa ra vào ngày 11 thì gần cuối tháng thì nó ra đi. Nói chung là nó đủ vòng, chết đủ vòng ấy. Nói chung là liều ăn nhiều. Nếu mà so với việc chết đủ vòng này, thà mình liều ở một số web tàu nhanh thì nó cũng thế. Chẳng qua tàu nhanh thì nó sẽ đưa bạn đến một con tàu nó rất nhanh. Kiểu khác vậy thôi. Con này thì cũng vậy đấy. Ok, các bạn cảm thấy web ra sao thì có thể comment ở phần mô tả bên dưới để cho tất cả mọi người cùng biết là xem web nó như thế nào. Thì anh em cứ comment ở phần mô tả bên dưới nhé. Ok, thì đại khái con này thì cũng không biết là hy vọng có rút được hay không, anh em cứ thử xem. Tiếp theo một con này lạ quá, trưởng luôn, điền mỗi tên đấy. Mình cũng, các bạn là con này anh em chia sẻ cũng tương đối nhiều đấy, không phải ít đâu. Việt Nam này, mình điền số nào ta? Ok đấy. Nó sẽ gửi cho bạn đến một cái code. Thằng này cũng rảnh vãi, sẵn sàng gửi bỏ tiền tin nhắn ra gửi code. Chờ code. Ok đấy, nhanh kinh khủng luôn, vài giây có code luôn.
cốt. Link của thằng này mình sẽ để ở bên dưới anh em. À. Ok. Thì vào được luôn. Thì sau khi nó code xong thì nó sẽ gửi cho mình một cái password ở trên cái tin nhắn, nhưng mà anh em cứ tham khảo. Nhưng mà đại khái như này này, nó vào nó sẽ cho bạn một cái ETH, nhưng mà một ETH của bạn đang bị khóa. Đây mà cái ETH Unlock thì bạn mới có thể rút được. Đấy. How to Unlock là một là mua, hai là mời bạn bè. Đấy. Một trong hai cái chế độ làm sao để Unlock được cái làm sao để có thể để mở được cái ETH này. Bài này. Unlock 0.1 ETH mỗi 5 ETH trên, có nghĩa là bạn thêm 5 ETH vào đây. Thằng này bị dở người, cho nó năm dựa vào cái gì nó để mình bạn sẽ unlock được 1% khi mà mời bạn bè mà họ đầu tư 5 ETH hoặc là nhiều hơn vào cái này. Đấy, luật như này. Tổng số 5 ETH phần thưởng của bạn ấy, trên app này 0.1 khi mà cái mà bạn được mở bởi mỗi 5 ETH khi mà đăng ký, người sử dụng đăng ký mở trên reference hoặc là get 1% của user. User sẽ full, có nghĩa là cái người này đấy nó phải đăng ký thành công và sau đó đầu tư 5 ETH vào cái này. On unlock ETH can be viewed with your account. Đấy thì nó có thể mở được. Đấy, một ETH giá 359. Ồ. ETH cắm mỏ thế nhờ. 359 thôi. Vãi trưởng. Đại khái là một mời bạn bè, nhưng mà bạn bè phải đầu tư chứ không phải là bạn bè cứ mời thoải mái là được. Đấy, hiểu không? Bạn bè mời đầu tư đấy. Ấn vào đây, mời copy link hoặc là bạn đầu tư 5 ETH vào đây. Nhưng mà các bạn thấy mình chưa thấy mà có cái gì đây. I am in here min amount 0.1 ETH so 0.5 rocket 4 là 0.5 ô. Exchange này, rocket 4 lúc up 30 ngày 40% 90 ngày này. Trên 20 đô dân. Nói chung là chả hiểu nó nghĩ cái gì mà nó bảo mình chuyển vào đây, chuyển tiền vào đây ta. Nó quét nó rời rạc này. Nó có nằm ngửa ra hay chăng nữa thì cũng phải sexy một chút. Chả thấy có cái điểm gì mà nó ở đây ta. Nói chung là link mình để ở phần mô tả bên dưới đấy, anh em cứ để đăng ký để mà xem nó như nào, nhưng mình chả có thấy cái gì đây ta. Không hiểu. Về cá nhân mình thì mình thấy web này các bạn có thể bỏ qua nếu như có 0 chấm bao nhiêu nhỉ? À đây, bài mua 0.1 ETH, các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn ở cái web này. Đã khái như vậy. Ok, đi tiếp theo. A. À, thằng con ruồi này. Ok. Từ mùng 1 tháng 8 này 9 ngày rồi. Chạy 9 ngày rồi cả. Thôi anh em đăng ký đã. Link của web mình sẽ để thứ tự theo cái ấy nhá, theo cái mà mình đang làm ở trong clip này. Thì mình sẽ làm theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 đấy. 1, 2, 3, 4 đấy. Thì có 4 link thì mình sẽ để theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Các bạn cứ thế mà chiến thôi. Nó có gửi ấy. Ok. Cái thằng con ruồi này thì chạy 9 ngày mà tuy vậy nhưng anh em cũng không nên vào. Đợt trước mình có vào nhiều web kiểu này rồi, nó vẫn là cái dạng như app island vào đây sau đó đầu tư bayer đây, thêm vào này bayer này, ru này, xong ví dụ như là 1 ru 10 ru chẳng hạn, commit 10 ru island vào 10 ru cái tạo thôi, open my deposit nó chưa có, xong rút thôi, chả có cái vị gì. Thằng này nó đơn giản lắm, nó không kể tương lai. Chơi mấy thằng này các bạn thà chơi mấy cái kiểu tàu nhanh của mình còn hơn. Đấy, Google này, đăng ký tài khoản 2, mấy thằng tàu nhanh còn ngon hơn. Nên ra anh em cứ chơi mấy thằng con khựa này chả có gì. Đấy, đại khái là link các web mình sẽ để theo thứ tự 1, 2, 3 và 4. Anh em có thể comment ở phần mô tả bên dưới các bạn thấy những web này các bạn ấy hỏi ra sao. Vì mình thấy những web này các bạn anh em chia sẻ rất nhiều. Ví dụ như nhất là cái web này này,
mời vào vào tặng ngay một ETH luôn. Anh em chia sẻ khá nhiều ở web này. Ok, chúng ta hãy cùng nhau comment ở phần mô tả bên dưới. Bạn nào cần làm thêm web gì thì hãy comment ở phần mô tả bên dưới nhá. Mình link tất cả web này, mình sẽ chỉ để xin referral ở cái web này. À, link rút gọn ở web này và link rút gọn ở web này thôi. Còn các web kia mình sẽ để link trắng. Ok, cảm ơn các bạn.